nền kinh tế sẽ tăng trưởng tích cực từ quý 3 năm 2023. Đó là dự báo của chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Đinh Thế Hiển về tình hình nền kinh tế năm 2023 tại tọa đàm dự báo kinh tế vượt cơn gió ngực 2023 do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 27 tháng 12. Phát biểu tại tọa đàm, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Đinh Thế Hiển đề cập đến viễn cảnh xấu của kinh tế toàn cầu trong năm 2023. Khi mà thế giới vẫn đang trong vòng xoáy lạm phát, khiến cho chính sách tiền tệ của Fed và ngân hàng trung ương các nước phát triển đều ở trạng thái phòng thủ, không hỗ trợ cho đầu tư. Ngoài ra, vấn đề còn đến từ xung đột Nga-Ukraine chưa giải quyết xong. Với Việt Nam, năm 2022 là một năm tăng trưởng GDP rất tốt, hơi ngực với bối cảnh nhiều lo lắng cho năm 2023. Dự báo năm tới, tiến sĩ Đinh Thế Hiển cho rằng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong quý 1 và trở về ổn định vào cuối quý 2 năm 2023 các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ có nguồn tín dụng tăng dần với lãi suất tốt từ quý 3 năm 2023. Xuất khẩu tiếp tục suy giảm trong quý 1 và quý 2 năm 2023 và sẽ phục hồi vào quý 3 năm 2023. Từ vài tháng qua, cơ quan quản lý đang từng bước kiểm soát những khó khăn về lãi suất, vốn tín dụng. Bản chất của sự trục trặc không phải từ chính sách mà từ bất ổn của cách sử dụng vốn. Nay được kiểm soát để từng bước uyển chuyển, không gây ra các cú sốc như trong quá khứ. Do đó, lãi suất tín dụng cuối năm nay sẽ được dần tháo gỡ vào năm sau ông Đinh Thế Hiển nói. Ông Hiển cũng cho rằng nền kinh tế nội địa sẽ bớt khó khăn từ quý 2 năm 2023 và sẽ có sự tăng trưởng tích cực từ quý 3 năm 2023 do hiệu ứng đầu tư công và ổn định tài chính tiền tệ. Ngoài ra, thị trường bất động sản được dự báo phục hồi nhẹ từ quý 4 năm 2023, tập trung ở khu vực đô thị lân cận khu công nghiệp và khu vực hạ tầng đang đầu tư mạnh. Về các kênh dẫn vốn cho doanh nghiệp trong năm 2023, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Fiend Group. Đánh giá thị trường vốn có điểm sáng phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có việc triển khai hiệu quả chỉ đạo của chính phủ, sự phối hợp quản lý nhà nước với các kênh vốn như cơ sở dữ liệu pháp lý bất động sản để nhà đầu tư trái phiếu, ngân hàng, nhà đầu tư quốc tế dễ dàng tra cứu, xác minh thông tin. Như kênh trái phiếu, kỳ vọng năm 2023 tổ chức tín dụng sẽ phát hành trái phiếu nhiều hơn vì họ đã phân hóa rõ và thay đổi chính sách. Về kênh trái phiếu chào bán ra đại chúng, dự kiến năm 2023 tăng thêm nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng sau khi được xếp hạng tín nhiệm.